cơ bản là chúng ta cốt ra sản phẩm, chúng ta lãi từ cái công sức đấy là chủ yếu. Xin lỗi chị, mình ngắt lời một chút ạ. Nếu mà chỉ trông vào revenue của SaaS thì tôi nghĩ là chúng tôi không cần gọi vốn. Nếu mà cái retention rate mà dưới 60% thì SaaS rất là khó sustainable. Xin lỗi chị, mình ngắt lời một chút ạ. Thị trường SaaS model của thế giới có thể cao, lý do là cái tỷ lệ retention và chúng ta, tôi dùng từ chúng ta vì ở đây có cả tôi và các SaaS, rất hay dùng các cái thẻ của mình để thanh toán subscription, và nhiều khi có khi chúng ta cũng không dùng đến nhưng ta quên không gỡ thẻ ra khỏi hệ thống. Đấy là một lý do mà tỷ lệ retention toàn cầu nó cao. Ý thứ hai của vấn đề đấy là thị trường thương mại điện tử Việt Nam là thị trường mới nổi và đang trưởng thành. Tỷ lệ phát triển, tốc độ phát triển của chúng ta đang chỉ 25%, trong khi thị trường toàn cầu nó khoảng 40%. Chúng tôi tự tin về cái chỉ số retention của chúng tôi đang tốt hơn mặt bằng. Có lẽ là cũng là hai góc nhìn khác nhau, bởi vì là dạ, tôi trước đây tôi làm B2B, bên mình thì đang làm B2C. Có một cái phần nữa thì cái đối thủ cạnh tranh trong cái này, ngành này thì rất là nhiều. Dạ. Nên vậy làm thế nào để khách hàng, người dùng cuối họ phân biệt được giữa Saleskip bên mình với lại các sản phẩm tương tự trên thị trường? Cái gốc của vấn đề đấy là con người. Chúng tôi tự tin đội BD của chúng tôi thì đã đi với nhau nhiều năm. Thứ hai là đội dev và đặc biệt là đội chăm sóc khách hàng. Bởi vì làm ở thị trường Việt Nam, SaaS model thị trường Việt Nam nó rất khác với ở quốc tế. Phải đầu tư đến 50% quân số cho đội sale và marketing, 15% cho đội chăm sóc khách hàng, và đấy là chi phí của doanh nghiệp mất đi rất lớn. Và tôi tự tin vào cái việc là chúng tôi không bao giờ tắt chat và tắt đèn trước 11 giờ tối trong tất cả các ngày, kể cả lễ Tết. Tôi hiểu tại sao quỹ có thể định giá startup của mình cao. Với cái mảng SaaS thì nó không có cost of goods sold. Về mặt cơ bản là chúng ta cốt ra sản phẩm, chúng ta lãi từ cái công sức đấy là chủ yếu, nên cái gross margin nó cao hơn so với các ngành khác. Nhưng vấn đề ấy là người ta đang định giá cao với cái multiple là đối với ngành SaaS B2B. Thế nhưng mà bây giờ mình đang acquire B2C thì có thể là cái hệ số nhân của mình phải thấp hơn rất là nhiều. Và đối với ngành SaaS á, thì cái multiple, tức là cái hệ số nhân ấy, thì nó sẽ rơi vào khoảng độ từ 7 đến 10 lần doanh thu. Nhưng mà khi doanh thu người ta đạt đến một cái mức độ là nó rơi vào tầm 10 triệu đô trở lên, thì cái multiple đấy nó bắt đầu nó có cái tác dụng. Đồng thời là đối với áp dụng với thị trường B2B. Thế nhưng ở đây mình là thị trường B2C, và hiện tại là cái doanh thu của mình nó đang rơi vào tầm khoảng độ 600k. Có lẽ là cái multiple nó không nó chưa thực sự là nó có thể áp dụng được xuống cái mức độ này. Thế nên có lẽ cái concern của các shark ở đây tôi nghĩ là nó cũng hợp lý. Tôi biết hoàn toàn cái việc revenue của Việt Nam nói riêng nó cũng không phải là quá cao. Tổng số ngành SaaS của Việt Nam năm 2022 mới là 144 triệu đô, trong đó 70% nó thuộc về SaaS B2B. SaaS còn lại cho thương mại điện tử và cho các môn SaaS còn lại rất nhỏ. Tuy nhiên, cái việc mà chúng tôi xây dựng xong giai đoạn 1 của hệ sinh thái số cho thương mại điện tử, nó sẽ là cái nền tảng để chúng tôi tiếp tục xây dựng giai đoạn 2 với hai chiến lược mũi nhọn. Một, tập trung vào công nghệ AI để go global, và chúng tôi đã go regional được 2 năm rồi. Thứ hai là chúng tôi sẽ có những cái bài toán khác liên quan thương mại điện tử. Ví dụ là những cái dịch vụ khác như là enable e-commerce hoặc omnichannel enable. Nó là một con số đã được chứng minh. Chúng tôi cần sự đồng hành của các nhà đầu tư để chúng tôi đánh một trận to hơn và bài bản hơn. Chứ còn nếu mà chỉ trông vào revenue của SaaS thì tôi nghĩ là chúng tôi không cần gọi vốn. Chúng tôi nếu mà trên quan điểm là đầu tư thì tôi nghĩ rằng là với cái thông số hiện tại thì chưa thực sự hấp dẫn một thương vụ đầu tư. Nhưng nếu mà phía team mình có cần thêm sự support hoặc là tư vấn thì có thể là đâu đấy chúng ta có thể có những cái cuộc gặp để tôi có thể giúp đỡ. Cảm ơn chị Lê Hàn Tuệ Lâm. Các Smart chỉ một chất men sánh ngàn thành tựu.